Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review son dưỡng có màu sweet lam tin glow lollipop pin giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Son dưỡng có màu sweet lam tin glow secret key lollipop chỉ cần nhìn thôi là đã thấy mướt môi rồi à thảo nào là best seller của hãng luôn em còn được so sánh như phiên bản giống đến 99% son Dior đấy à. Điểm cộng to nhất chính là phần packing màu hồng siêu đẹp cầm em ấy trên tay không khác gì những thỏi son dưỡng high end đắt tiền mà giá lại cực kỳ rẻ. Là son dưỡng lên màu đẹp và nhẹ nhàng nhưng cô giống như các dòng son dưỡng khác em ấy bám lâu nhưng lại mềm và mịn môi. Gần như không mùi, đặc biệt phần gây chú ý nhất chính là chất son mềm mượt đánh đến đâu môi mềm mịn đến đấy chỉ cần thoa một lớp là môi như được ủ nước vậy ạ à. môi căng mọng suốt nhiều giờ liền mà không hề bị khô hay bong chóc nàng nào môi hay bị khô ngại dùng son mà vẫn muốn môi có màu nhẹ thì hãy tậu ngay em này nhé vừa dưỡng được môi lại có màu cam nhẹ siêu xinh và tự nhiên luôn à, với mỗi lớp son em ấy lại tạo nên một style khác nhau phẩy chấm xoát một lớp son chưa rất mềm và mịn trên môi có chút bóng nhẹ lên màu cam nhẹ nhàng Xoát hai lớp màu cam đậm hơn và rõ ràng hơn thoa nhiều lớp cũng không bị dày hay khó chịu mà càng làm môi trở nên nổi bật đấy nhé. Son dưỡng có màu Secret Key luôn là thỏi son ngon bổ rẻ và là must item xuất hiện nhiều nhất trong túi sách của các cô nàng xứ Kim Chi không hề thua kém công chúa nhà Dior tí nào đâu nhé. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.